nhanh lắm. Mình giám sát thì sát chiếc cũng làm tương đối. Ừ. Mình công trình nhiều khi kệ thử đi đó. Chết luôn. Ờ. Mình hộp đồ á. Đúng rồi. Sát cái chàng thì lực cái nào thì lực cái biết. Đúng rồi. Chào các bạn, tiếp tục chương trình chia sẻ về xây dựng ngày hôm nay. Mình sẽ đưa các bạn cùng đi tham quan một cái dầm móng thép rất là khủng luôn. Với kết cấu dầm là 700 và đi sắt dầm là 8 cây. Và các bạn cùng đi tham quan cùng với mình. Đây, cái hệ dầm này là dầm 700, tức là cao 70 phân. Hệ dầm rất là khủng, các bác thợ đang tiến hành xây bo vùng quanh dầm để tiến hành đổ bê tông. Đấy, ở đây không ghép cốt pha mà xây gạch đỏ vùng quanh luôn để đảm bảo chất lượng cho công trình. Đó. Hệ dầm này thì được đi là 3 cây trên, 3 cây dưới và 2 cây kẹp hông. 3 cây trên, 3 cây dưới thì có bao gồm là các cây ở hệ góc là đi phi 20, cây mặt trên và mặt dưới là đi cây phi 18 và 2 cây kẹp hông là phi 16. Còn hệ đài này thì được thiết kế là 1m3 và 1m5 và sắt của đài này là phi 12. Đấy, còn hệ cột thì được ép cột bê tông. Mỗi đài này là 4, 3 và 5. Hệ cuối ở đằng sau cùng này hơi yếu. Hơi yếu thì được đi là 5 đầu cọc, còn ở giữa là 3 và đầu trên cùng là 4. Đấy, các bác thợ đang tiến hành xây đây. Mọi nhu cầu về tư vấn thiết kế bản vẽ, các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại trên màn hình hoặc ở dưới phần mô tả. Đó, mời các bạn cùng tiếp tục hành trình đi tham quan cùng với mình. Các bác thợ đang tiến hành xây đây. Đấy. Hệ cọc thì được đi là mỗi đài này là đi như đài sau cùng là 5 đầu cọc và sâu là 2 tầm 10 mét. 5 đầu cọc sâu 2 tầm 10 mét. Đây, như hệ sắt thì hai cây này, hai cây vuông này và hai cây vuông dưới là phi 20, cây này là phi 18 và cây kẹp hông này là phi 16 này, kẹp hông phi 16 này, cây này phi 20 này, đấy, còn cây này là phi 18 này, đấy, bao gồm là 8 cây, 3 cây trên, 3 cây dưới và 2 cây kẹp hông. Đấy, các bác thợ đang tiến hành xây này, cái phần của phần của cái dầm đây. Đấy, khu vực phía cuối này thì bao gồm là nhà ăn và nhà vệ sinh ở phía cuối này. Đấy. Trên này là khu vực phòng ngủ và trên cùng là khu vực của phòng khách và cầu thang. Rất đẹp luôn, đảo máy. Cao lên, cứ nhằm thẳng mặt mà ném. Cứ nhìn bây giờ, nhìn thấy mặt thì ném. Đừng ném vào chân. Đúng rồi. Đang xây cái vữa này mà giờ sang cái vữa đảo tay là khó chịu đấy nhỉ. Yeah. Lại phải xây 1-2 ngày mới quen được. Và máy này nó bông, nó tơi vữa. Chuyển sang cái đảo tay vữa nó sệt sệt. Ngày mai mới là ngon lành. Ngày kia thì các bác lại nghỉ ngơi. Nghỉ thì được, con chân cột đâu có đâu. Cấy chân cái giếng rồi đúng không? Dầm to này là thợ bê tông nó cũng phải một buổi đấy đấy. Vâng. Hả?
Buổi đấy mà. Thôi nó nói thế. 2 giờ chứ 12 giờ. Chiều. Không ai được. Và quân bảo anh khoa thì còn gì. Quân khỏe thì nó làm được cái quân ấy. Đúng rồi, thế bài rồi thì khó. Mà được cái hôm thời tiết đẹp thì là ngon, đúng không? Và thời tiết nó cứ như hôm nay là dễ làm. Nhây nhụa. Vâng. Có mưa thì chỉ mưa tí sáng mai thôi, đêm nay sáng mai ngày mai là về. Mưa thì có mưa rào. Có mưa rào. Mưa rào xong là khô luôn. Vâng, nó báo mưa rào mà. Đêm nay thì đang về Lạng Sơn đấy. Vâng, đang về Lạng Sơn. Nó từ Vũ Hán về thế nó đi nó hơi chậm. Nó bảo vệ việc nó nghiêm ngặt nên đi nó phải thổi kiểm tra ấy cái thứ liên tục. Kiểm tra nó bắn đấy, nó cũng bắn đấy. Vâng. Kiểm tra nhiệt độ liên tục. Cho phép nhiệt độ vừa phải cho xuôi đi không còn lâu. Xong về lại phải cách ly nữa đâu nó chậm, nó không về nhanh. Còn sáng chưa về đây được không? Trưa mai. Hả? Đã bảo quảng cao lên cứ nhằm mặt mà ném. Quảng đẩy tay lên nhằm mặt đi. Nói là không, nếu mà đuối là sẽ vào chân ngay. Tại vì với là vào chân ngay. Tại vì cái tầm đấy thì mình mới bắt được mà, nó đơn tầm tay mà. Những kiểu nó qua trường xây dựng thế nào? Ừ, giời ơi, cháu ngày xưa đi làm suốt rồi. Đúng rồi, chính xác. Tỉnh thì nếu mà nói tỉnh thì 63 thì đi được khoảng 56 tỉnh rồi. 55, 56 tỉnh rồi. Càng cứng thì càng tốt đúng không? Và cứng thì mình có kê kích cái thứ là động chạm đó. Cháu ngày xưa làm cho toàn đi làm mấy cái cánh nhà thờ đi đắp hoa lá chứ. Và chuyên đắp hoa lá ngày con xô vữa. Đắp nhà thờ, đắp những cái lá tây với những cái lá nó phải mòi ấy. Hả? Đắp được hết, cái gì đắp được. Đắp những cái lá nó phải mòi, nó phải cắt xiên qua ấy. Còn giống mà. Có dạ? Rồng phượng đắp bình thường ấy. Rồng phượng thì ít đắp, làm nhà thờ chỉ có hoa lá cành thôi. Không, chuyên nhận nhà thờ tổ các thứ. Cứ nhận theo khoán hoặc là ngày. Ngày thì bây giờ nó cũng phải 700 một ngày nó mới nhận. Còn nếu mà nhận một đôi rồng nó đắp cả công cả ấy chỉ mất được khoảng 2 triệu. Nhưng mà nó bán là phải 8-10 triệu một đôi rồng. Nói không tin. Chỉ đắp mà nếu mà cả công cả nói chung là đắp khoảng 2 ngày cả vật liệu gáy mất khoảng 2 triệu. Nhưng mà bán là phải 8 đến 10 triệu, còn to thì 12 triệu một đôi. Anh nửa bao đi vui ạ. Vui ơi. Còn cái gì anh nửa bao thôi. Anh nửa bao thôi. Đấy. Nếu mà nói nếu mà nói các bác cài không nghe, các bác thợ chính mà không nghe thì chị cứ cho em một xẻng đá vào đấy là sao? Nó cứ há mồm thôi. Ngày xưa đi làm cái ông tay phụ nói nhiều, nói phụ nhiều quá ông ấy làm xẻng sỏi ông cho vào. Thế là xong. Hả? Thôi khỏi ý kiến thì đấy cứ xây đi. Gọi vữa nhiều. Gọi vữa nhiều nói nhiều. Cho xẻng đá vào là thôi.